Rồi nãy chưa mà. Rồi. Phải hả? Điểm giờ chặt cái đầu đó. Này nó mua như lúc trước kìa. Hôm kia nó cắt ngạnh đi anh ơi. Ngạnh nó cứng. Vậy cắt đó, nó. Good dog. Okay. Cá chê trắng. Chào các bạn nha. Mua cá chê vàng các bạn. 3 đồng 9 mấy xe một phao, còn 4 đồng phao. Là nó mặn các bạn. Còn mười mấy con lấy hết luôn. Đợi nó mặn rồi, cắt mấy cái ngành đúng không? 4 đô một phao là có 450 gram nha các bạn. 8 đồng là 1 ký á. Người cá có vô hồng. Rô phi kìa. Ủa rô phi mắc. Lạnh chết mẹ. Đứa này cho nó lạnh mà quéo luôn. Nó đã mần xong các bạn. Về khỏi mần. Về. Ê, xà lách. Xà lách đây nè, không lá hả? Xong rồi về, có vui gì nữa không? Cái kiếm đồ sale. Mì Ý ra nè các bạn. Còn đây tôm luộc với càng cua các bạn, nó luộc sẵn các bạn, cũng rẻ các bạn. Đủ loại sushi luôn các bạn, nhìn thấy hấp dẫn ghê các bạn, ngon. Đậu nè. Đậu này đậu gì? Đỏ nè. Hai phao. Không có đề. Đi ra ngoài đậu biết cái gì. Này khoai cho đậu. Đậu. Ê bên đây nè. Đậu bên đây nè. Ngoài đậu đây nè. Ở đây đậu lon. Đó là bò bạch đào biết giá. Ngoài đậu đỏ về ông luộc ông lấy nước ông uống đó bạn. Bắp bè cũng ngon vậy. Còn cái này. Hả? Mới lấy lon đó. Rồi. Mua em đây là 2-3 lon. Gì? Mua lấy em 2-3 lon. Chứ chưa buồn buồn ăn. Trời đâu hơn. Không phải nó nhầm nhỏ ớt, à. Ớt bắp kia ngán rồi. Nhiều cái nó tùy hên xui. Trời hên rồi. Nó không ngon. Em bé sang nó cũng ăn cái này nè.
ăn nó ngán rồi. Không xin ông phá. Mua đồ hộp cho tụi nó các bạn.